Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang hướng vào đất liền nước ta và dự kiến đổ bộ trong đêm nay và sáng mai. Trước diễn biến nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, đến sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo hướng dẫn cho hơn 54.000 phương tiện với gần 232.000 người biết thông tin của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, tránh trú. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, vị trí áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 100 km, sức gió mạnh nhất giật cấp 8. Dự báo đêm nay, rạng sáng mai mùng 8 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa ở mức cấp 6, cấp 7, gây mưa lớn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tuyến biển. Rà soát phương án bố trí lực lượng ở đây, chúng tôi xác định là nguy cơ sạt lở đất là rất cao, đặc biệt các tỉnh miền núi nên là bố trí lực lượng ứng trực sẵn để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Về lực lượng ứng trực thì đối với quân khu 1, 2, 3, 4, 5 thì tổng số lực lượng là 264.272 đồng chí, trong đó phương tiện là 1.979 chiếc. Dự báo ngay từ chiều nay, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc, phổ biến từ 100 đến 250 mm cả đợt. Điểm đáng chú ý là các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở đô thị. Các tỉnh miền núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi và có phương án đảm bảo cho các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.